Rồi, đây là một cái file Word nhé. Hướng dẫn các bạn sẽ chuyển nó sang file PDF. Thế thì để chuyển sang file PDF thì ở đây là file Word chúng ta này. Thì chúng ta chuyển sang PDF như nào? Thì có thể có rất nhiều cái phần mềm có thể chuyển được sang. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng ngay chính trên cái nền Word của Office này, Microsoft Office này. Thì để chuyển sang file PDF thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta khi mà chúng ta gõ xong một văn bản Word như thế này rồi thì chúng ta muốn chuyển nó sang một file PDF thì chúng ta vào file, chúng ta chọn CVS, chúng ta chọn nơi ta muốn lưu, giả sử chúng ta lưu ra desktop đó. Thì ở đây chúng ta đang là file doc thì để chuyển sang file PDF thì chúng ta chọn cái kiểu ghi là sang dạng PDF đó, thì nó sẽ có đuôi, tên đuôi là PDF luôn. Đấy, chúng ta save, chúng ta đợi một chút, nó đang ghi này. Đó, nó đang lưu đó. Khi đó thì chúng ta đã lưu xong rồi thì chúng ta đây là vẫn là file Word, chúng ta ra ngoài. Đấy, thì nó sẽ có một cái file PDF. Đây, chúng ta nhớ tìm, nãy chúng ta ghi là báo giá. Đây. Đấy, thì nó đã ra file PDF. Rồi. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận nhiều cái video, cái tiện ích, cái hướng dẫn mới nhé. Cảm ơn các bạn.